Xin như mến chào quý khán thính giả, sau đây xin mời quý vị đến với 7 sự kiện đáng chú ý tuần qua. Thưa quý vị, hội nghị cấp cao ASEAN tại Brunei đã đồng ý với hướng tiếp cận hai bước để giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Trong bản tuyên bố vào lúc kết thúc hội nghị, khối 10 nước ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của tình trạng hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực. Giới lãnh đạo ASEAN đã hy vọng Trung Quốc sẽ đồng ý đàm phán về một hiệp định bất tương xâm để tránh xung đột lớn xảy ra. Giới lãnh đạo ASEAN lo ngại nếu lan rộng, cuộc xung đột sẽ phương hại nghiêm trọng tới các nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, bất chấp ASEAN kêu gọi đàm phán khẩn cấp, Trung Quốc vẫn chưa ra dấu hiệu nào cho thấy là Bắc Kinh sẵn sàng thương thuyết, ngay cả một thỏa thuận tạm thời như Bộ Quy tắc ứng xử trên biển, COC. Trong khi đó, tại Tân Cương, một vụ bạo động xảy ra tại khu tự trị mà nhà chức trách gọi là một vụ tấn công khủng bố đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng. Theo Nghị hội Người Uyghur Thế giới cho rằng, bạo động bùng phát khi lực lượng Trung Quốc bắn chết một người thanh niên Uyghur. Căng thẳng sắc tộc ở Tân Cương đã gia tăng sau một loạt vụ bạo loạn năm 2009 gây tử vong cho hơn 200 người tại thủ đô Urumqi. Sau đó, những vụ đụng độ giữa người Hán và người Uyghur cũng xảy ra, khiến nhà chức trách càng mạnh tay hơn đối với cộng đồng người Uyghur. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc thực hiện các biện pháp để giảm thiểu căng thẳng và xây dựng sự ổn định lâu dài ở Tân Cương. Thưa quý vị, Việt Nam đã tiêu hủy 10.000 con chim yến sau khi mẫu xét nghiệm chim chết cho thấy kết quả dương tính đối với virus H5N1. Tin cho hay, số chim bị tiêu hủy chiếm tới 10% của đàn chim yến tại cơ sở Thanh Bình ở Phan Rang. Tin cũng cho hay các nhà chức trách hiện đang hoạch định việc tiêu hủy thêm những con chim tại hai cơ sở nuôi yến khác nếu virus H5N1 được phát hiện. Việc tiêu hủy chim yến của các cơ quan có thẩm quyền hiện cũng đang khiến cho người nuôi yến và các chuyên gia phê phán chỉ trích không đồng tình. Theo họ thì khả năng lây bệnh của đàn chim yến nay chưa có cơ sở khoa học nào xác định, nhưng ngay khi cả đặt giả thuyết đàn yến có thể gây lây lan dịch bệnh thì liệu biện pháp diệt đàn yến nuôi có ngăn được dịch không khi mà chim yến bay vô định khắp nơi? Các chuyên gia và giới nông dân nói rằng cần phải có thêm thời gian để xem xét cách thức lây nhiễm, nêu lên sự lỗ lã lớn đối với giới làm nông. Thưa quý vị, một tòa nhà 8 tầng ở vùng ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh bất ngờ sụp đổ sáng ngày 24 tháng 4, khiến hơn 300 người thiệt mạng và khoảng hơn 1.000 người bị thương. Đã có 2.348 người được cứu thoát ra khỏi những đống đổ nát. Tin cho hay, tòa nhà này gồm một xưởng may, một ngân hàng và nhiều cửa hàng buôn bán khác. Cảnh sát cho biết những người chủ xưởng may đã làm ngơ trước những lời cảnh báo là không cho công nhân vào tòa nhà sau khi nhân viên kiểm tra phát giác những vết nứt trong tòa nhà này. Giới hữu trách nói rằng người chủ tòa nhà đã bị khởi tố và theo dự liệu, những người chủ xưởng may cũng sẽ bị truy tố. Tháng 11 năm ngoái, một đám cháy tại một xưởng may đã giết chết hơn 100 công nhân, làm bùng ra những lời đả kích nhắm vào công nghiệp dệt may của Bangladesh. Quốc gia Nam Á này là nước sản xuất hàng dệt may lớn thứ nhì trên thế giới, chuyên cung cấp quần áo giá rẻ cho các công ty Tây Phương. Những hình ảnh về cô dâu bỏ dỡ lễ cưới để đến đưa tin tại hiện trường vụ động đất ở Tứ Xuyên vào tuần qua đã gây xúc động người xem. Sau vụ động đất mạnh 7.0 độ Richter khiến hơn 150 người thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương tại tỉnh Tứ Xuyên. Đây cũng là nhằm ngày diễn ra lễ cưới của cô Trần Oánh. Tuy nhiên, thay vì hoảng sợ, cô đã lập tức tới hiện trường để tác nghiệp mà không kịp thay áo cưới. Cử chỉ này đã được tán dương khen ngợi hành động đẹp và tinh thần chuyên nghiệp của cô. Video của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong những ngày qua. Được biết, từ hôm 20 tháng 4 đến nay đã xảy ra liên tiếp 2 cuộc động đất và người dân đã hứng chịu hơn 4.000 dư chấn. Hiện công tác khắc phục hậu quả động đất vẫn đang diễn ra khẩn trương. Thưa quý vị, tin một du khách người Úc bị chặt chém tiền đi xích lô tại Việt Nam được cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Sáng ngày 25 tháng 4, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cùng quan chức đầu ngành du lịch đã đến gặp mẹ con bà Lona Schrock để bày tỏ sự việc đáng tiếc sau khi ba mẹ con bà phải trả 1,3 triệu đồng tiền xích lô từ Lăng Hồ Chí Minh đến phố Hàng Trống cách nhau 5 km. Theo bà thì đây là lần đầu tiên bà bị bắt chẹt. Sự việc xảy ra khi mẹ con bà đi xích lô với giá thỏa thuận 70.000 đồng từ Lăng về nhà hát Múa Rối Nước ở phố Đinh Tiên Hoàng. Tuy nhiên, tài xế đã thả ba mẹ con bà ở giữa phố Hàng Trống và yêu cầu trả 1,3 triệu đồng. Theo lãnh đạo công an phường, hành vi chặt chém tiền du khách có thể khép vào tội cưỡng đoạt tài sản, có thể bị truy tố và phạt tù tùy mức độ. Hiện Tổng cục Du lịch cho hay sẽ có biện pháp khắc phục hạn chế để du lịch Việt Nam ngày càng thân thiện trong mắt du khách. Và cuối cùng, thưa quý vị, hàng nghìn các vận động viên bất chấp thời tiết giá lạnh đã tụ về khu trượt tuyết Kuzbass ở vùng Siberia của Nga để tham dự cuộc thi trượt tuyết khỏa thân hôm 22 tháng 4.
những trai thanh gái tú chỉ mặc trang phục đi biển để trượt tuyết, mặc cho trời mưa và nhiệt độ xuống thấp, nhưng cũng đã không ngăn cản được những người yêu thích môn thể thao này, khiến cho cái lạnh giá của mùa đông dường như không tồn tại. Cuộc thi này hiện đang được đăng ký với tổ chức kỷ lục Guinness để được công nhận vào danh sách kỷ lục số người mặc áo tắm cùng trượt tuyết đồng nhất. Các nhà tổ chức và vận động viên hiện đang hy vọng kỷ lục của họ sẽ được công nhận trong 2 tháng tới đây. Vừa rồi là 7 sự kiện đáng chú ý. Chân như cảm ơn sự theo dõi đến cuối chương trình của quý vị và các bạn. Cầu chúc một tuần lễ thật bình yên. Mong hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.